Thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh đang là điểm nóng của dịch COVID-19, khi phường Hồng Hà là nơi lưu trú của nam bệnh nhân số 1553, nhân viên của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Các biện pháp khoanh vùng dập dịch đang được triển khai rất quyết liệt và thành phố du lịch này đang kích hoạt các hoạt động chống dịch như thời chiến. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thành lập các tổ truy vết từ cấp thành phố đến các phường, xã, thôn, tổ dân phố, huy động tối đa lực lượng phục vụ công tác rà soát, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm, kiểm soát người đi lại có tiếp xúc với F0, F1, F2, F3, F4 và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày. Khu vực bệnh nhân 1553 sống là phường Hồng Hà được phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng công an và dân phòng túc trực 24/24 giờ, không cho người ra vào, trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu hay khám chữa bệnh. Thành phố Hạ Long đã kích hoạt các cái hoạt động như thời chiến để phòng chống dịch COVID ở trên toàn địa bàn thành phố Hạ Long. Một là tổ chức các điểm chốt chặn trên các cái địa bàn tuyến vào thành phố Hạ Long. Hai là nắm sát tình hình khu dân cư ở từng hộ dân, đặc biệt là các khu chung cư lớn cao tầng ở trên địa bàn. Ba là điều phối các cái xe mà chở hàng từ vùng dịch bệnh về là không cho vào địa bàn thành phố. Thành phố Hạ Long hiện đã áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người đến hết ngày 21 tháng 2 năm 2021. Thành phố tạm thời cho học sinh cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sinh viên các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học trên địa bàn nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng giao dịch hành chính tại trung tâm hành chính công các cấp, chỉ ưu tiên các thủ tục hành chính đặc biệt cần giải quyết ngay. Chúng tôi đã kích hoạt tất cả các cái địa điểm liên quan đến chuẩn bị các cái địa điểm cách ly, cũng như nếu tình huống mà xấu xảy ra thì chúng tôi cũng đáp ứng được, đặc biệt là các cái nơi mà gắn vào các cái địa bàn quan trọng như trung tâm thành phố và các cái địa bàn từ các xã ở trên vùng cao thì chúng tôi đều kích hoạt hoạt động các cái hoạt động phòng chống dịch bệnh. Thành phố du lịch này cũng tạm dừng hoạt động của các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhà hàng, quán ăn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị, hội thảo, sự kiện, dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí.